Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18 tháng 7, điểm thi Trung học phổ thông 2023 sẽ được công bố. Tuy nhiên, hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ đã mở cho các thí sinh để có thể đăng ký nguyện vọng của mình. Năm nay thì nhiều trường công bố phương thức xét tuyển sớm, nhiều thí sinh đã được thông báo trúng tuyển. Tuy nhiên, để tránh trượt oan thì việc đăng ký nguyện vọng lên hệ thống cần được điền đầy đủ thông tin. Mặc dù đã trúng tuyển trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hà vẫn cần một lần nữa đăng ký lên hệ thống tuyển sinh của Bộ để xác nhận việc đăng ký nguyện vọng của mình. Thì em cũng đang nghiên cứu theo cái điểm chuẩn cũng như các điểm của các năm trước ấy ạ. Thì em thấy là cái sức của em cũng vừa đủ vài ngành em thích rồi thì em sẽ đăng ký những cái ngành đấy lên trên ạ. Còn những cái ngành mà em đã trúng tuyển sớm, nếu như em không thích lắm thì em sẽ để nguyện vọng ở dưới. Với mỗi trường thì sẽ có một phương án tuyển sinh khác nhau, cũng như là có một cách thức tuyển sinh khác nhau và thời hạn đăng ký nó cũng khác nhau. Thế nên là nếu như mà mình bị quên cái thời hạn đăng ký quá hạn thì nếu kể cả mình có đủ cơ hội, đủ điều kiện thì mình cũng không được đăng ký trường đấy ạ. Thế nên bọn em phải đặc biệt lưu ý về thời gian cũng như là điểm số cũng như là những cái phương thức tuyển sinh của các trường ạ. Chưa có kết quả thì tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng nhiều học sinh đã chắc chắn cơ hội vào đại học. Bởi thời điểm này, một số trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Thế nhưng, cùng với thông báo kết quả trúng tuyển sớm cho thí sinh, các trường đều hướng dẫn kỹ thí sinh cần hoàn thành đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh trượt oan khi không có tên trên hệ thống. Từ nay đến tháng 7 là cái lúc là các em đã đi đăng ký vào các trường đại học nói chung và kể cả trường Nguyễn Trãi nói riêng, thì các em cứ thấy là đây đã có tư vấn với các em rồi, thì họ tư vấn thế nào thì các em cứ làm như vậy. Nhưng mà chắc chắn là không có gì sai cả, bởi vì các em chỉ có một là cái học bạ của các em thôi, vấn đề chứng minh hộ khẩu của các em đến đây thôi, và kết quả vấn đề thi thì báo điểm là các em đã cung cấp, thế là rất là đủ rồi, không có gì sai cả. Các trường đại học nói chung cũng rất nhiều cái sản phẩm về giáo dục cho các em lựa chọn. Năm nay, để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Việc được thay đổi trước khi hệ thống chốt đăng ký sẽ giúp thí sinh có nhiều thời gian lựa chọn và cân nhắc. Mình sẽ cần phải biết là mình đã được các cái trường đại học là thông báo mình trúng tuyển sớm là những trường gì, và mỗi trường đó thì với cái ngành mà mình được trúng tuyển ấy, đã là cái ngành mà mình thực sự mong muốn chưa? Đó. Cái thứ hai này, với cái kết quả thi trung học phổ thông, tôi cho rằng là cái này phải các em có một cái kết quả thi thì các em mới biết được cái năng lực thực tế học tập của mình. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn.